mình. Đời rồi em về thưa với gia đình lòng ý cho mình lấy ta. Với mình rồi là với ta, đẹp trên đôi lứa mặn mà tình thông gia. Hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương, của quan viên thái hai họ và lòng tình của cô dâu chú rể. Hôm nay lá chào được ngày lành tháng tốt là ngày 10 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 20 tháng 12 năm Nhâm Dần. Những giây phút chờ đợi và mong ngày tháng chờ mong. Một năm lá tròn được một tháng lá tròn được một ngày lá tròn được một giờ, giờ lệ lành lá lến kết nối phu thê cho hai đôi và trẻ. Trăm năm hạnh phúc, Vân Dần duyên bún Vân Dần. Lễ tổ chức buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi tuyên bố xin tổ chức bắt đầu. Mọi người cho một tràng phá tan từ lâu. Bà mẹ ơi bác, cần tổ mưa sương nhá sương đùa tương đó bà mẹ ơi bác. Sọt chấp các bà mẹ à em tay cầu, tay xin tay sao. Lục phủ ninh trần sơn thuồng bó cai, lục phủ gia trần sơn thuồng bó tăng bản làng mà bàn bán cả ngòi sòng chứ có biển lầm. Sò nhất phép bốn lục phủ tà ào ả hợp tác các ngành chính quyền xã biệt biệt chầu thầu ké chủ cô đơn là té té mơ dường chủ nghĩ đùa lo tô sổ hoa na tỉnh hiền tiên trên xà là vàng tàn ó bị hàng trời sau đó là thú em già ải tà em nay còn thấp hàng phải chờ nằm chờ lúc thật tà còn mắc ca mắc hù mắc xuống phành ơn tàu phù đúc là phù tà lướm phù lan lướm phù luông phù luồng lướm phù lòi còn thấp khẩu hoa mòn non trùng sứa còn thấp hai mươi bông mít bao nhường mười nhường mà thả hòn vườn con còn thấp chất băng sòng triền sàm triền chẳng bát hòn nữa hồ xình bất trời xình biển thế nà còn thấp xình biển ở đục phía nhất thì tăng dịp biển xào đục phía trái thì tăng ra biển báo chẳng cái thấp khó đề bày tất đề cường vượt đề lào xào đề báo chẳng ai dừng mất các cái thấp khí mát thật lầm phải lầm em mát thất cấp phải le khi sẽ quàng phải lừa chưa ca kỳ phải giò xì sữa lao phải phầu tói tí tàu phải dành rất cả vườn xếp hà bấm nà bấm tay tà ao a hàm bớt nhá lúc bả và bớt phăng con trang nhường tô xiềm quan xiềm bớt sữa hồ bố hô bớt sòn tay ế lầy nào tì trời bớt mấy khỏi ngất ngang ải nọng phá mất hình tà hình thuyết giả tàng quan tàng tiền con tây cái thần xa trang nhá còn ta mắc còn bắt quầy nặng ải em tăng đi mớ còn các xì xà sáp phải đành chip bà ấy phải đành chói phải lưa cửa cái quan tập phòng khó cái của tòa đầu khóa bà tò 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 và thức quyền thường hơn cho thần thứ bò mẹ bố lúc phụ tà ờ tao bản bóng phé hôm ấy cả hạng cả bác nghe cả chú thầy tôi qua ngang tôi ở ôm trên sầu ở trên lầu ở bản số phải để phá phá cả phải để kìm bài kể hết mẹ kể hết phiang heo mơ phố tàng ảo heo mơ sò có đau tàng phò kẹo bác chỉ cắt nát khảo bây giờ được khẩu sao bọn hòn ải phố em già ở tăng đi mớ rồi em hiểu thế này của tâm tình bóng bi của tài hi có lại đủ phiang sầu lo phiang sầu của bà hà bác số mi rồi ta mới tăng lên và cho hà phò hà mẹ hà tà đây bò mẹ tà đây của tất cả bồng sống tá mất tông đắp ơn phần khẩu mất chắc khai mã phú già của tất cả để vừa được biết dần vừa sạt đất khắp bị chất bẩn khừng bất cái nền là khả cái nó lừa tiền đã thì cái tuổi là cầu mà đã là cái tuổi là cầu xài đã vừa tài của các bậc phàm cầu bạc cầu muôn mưa đi là men mưa xin cầm vừa nương bị sóng bắt và sát sạm là men mưa sát cầm và giúp sòng bị tàu nhi mưa đi mưa cảm quả các hòn đồ tàu biển ốc của hòn bia hòn bị hạc phanh còn tất cả mấy của mẹ ải nòng phồng kha và tờ nó lừa cầm nằm mà pha nằm tay cái hồi hồi tà bỏ điểm leo mới mùi mới là mới hôi mới quay mới phẳng mới thành còn còn lại lắm mong chờ có thấy nó nơi sửa đi điều kiện mất sòng chúc hậu của biết làm một chuyện các bạn làm một chuyện hơn mà thay khỏi khó cơ bởi biết sợ hơn xưa sò thay mặt sòng chúc hơn gia đình hơn sò chúc mất hợp bỏ mẹ ải em ông cần hào cần khen bàn dư quấy bị sòng bắt và sao sòng bước khẩu ma vườn nương bị sòng bắt và sao sàm chúc mất hợp bỏ mẹ ải em ông cần đi bạc mái hay là và cơ chế chẳng lại cái sang phim dễ chẳng hợp vấn đề cho nó phải trả món hoàng châu ở một phần gần biết bằng máy hay là bài tỏ nó chẳng bị xong phát và xa xăm mấy tên nữa bà mẹ à em tất cả tên xin đứng sáng rồi nó tôi biết sang ô sừng nhảy bà mẹ à em ơi à, mỹ lại bà mẹ nó phải xồm chào này nó người ta bất tố mưu phải bất xồm chào đấy bà mẹ à em nào ờ cái bà mẹ à dạ vâng. Dù ai đi bốn phương trời, hỏi ai lịch sử những người sân hoa. Vâng, xin cảm ơn quý khách gần xa đã tới dự lễ thành hôn của hai gia đình chúng tôi. Và chúng ta hãy cùng nhau ổn định chỗ ngồi để cho hai bạn trẻ em mưu vợ chồng. Mà hạnh phúc của họ thì rực rỡ như màu hồng, hẳn quý vị trong lòng cũng rất vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay trông chú rể rất đẹp trai.
to cao không độ chẳng ai đẹp bằng, cô dâu thì xinh đẹp thị trần, dịu dàng dễ mến thép phần nét na, mà em được ví như hàng nga, thiên bồng nguyên soái cũng phải khóc họ à vì yêu, mà chú rể thì được ví như chí điều, cô dâu thì giống chí điều ngày xưa, hai bạn ánh mắt đông đưa đi đưa lại thêm tình nồng. Vâng, mùa đông là mùa của nỗi nhớ, mùa của con tim khép lại cho đôi bạn trẻ tìm đến nhau. Vâng, đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay cũng vậy, họ được ví như mùa hạ, hương thơm rào rạt của mùa đông và được sưởi ấm mỗi khi đông về. Giờ đây hồng nguyện họ thề, chúng phúc chúng lòng chúng chăn chúng gối chúng khuyên chúng màn, chúng luôn cả tiếng thở than, mà hạnh phúc của họ là một làn con xin. Tối qua chú rể còn ngủ một mình, tối nay em đã có vợ mình nằm bên. Tối qua cô dâu còn ngủ với mẹ, tối nay em đã phải xa mẹ mất rồi, có đúng không quý vị ơi? Cho một tràng pháo tay thật lớn vào mọi người ơi. Cô bà em cái tổ mới xuống nhau xuống đường ơi. Trước phòng xưởng, trước mũ ải mũ em, để một chào qua cú trà tả ai qua và hạt của chàng là chào đúng chào tả, mắc cột mắc cù mắc rú mắc hèn, tại cái nhóm là chào cái năm cái buổi lúc nào cùng tả là lắm lắm chè về bồng chắc xỉn nó lại cùng nhìn là ở sắc bón chồng nồng hay không lại ải em vào mẹ nhà xỉn cùng nhá nhớ hồng phùn lớn lắm nhớ hồng vàng lớn lừa chín trắng dược tiền xào trai trắng giao tiền báo xào lúc phải qua có ế bàn sai trai lúc nữa qua có ế bàn nằm hai bàn chồng nồng hóc có bàn nằm bảo sài sài với mặt có chiều bàn tiểu tân có chiều lòng tiểu tấu tới nên chẳng mặt cần nặng vỉa mưa sườn cần phù vỉa bàn tản vỉa hùng cuồng xương trắng buồn hôm lẹt trắng nét hôm hồng trắng mèn hồng mèn thiều trắng mèn niêu chập chằn nhường ổ nhường chọc tà nhường trà nhường khẩu mốc những cầu bà nhằn bảo cột xịa tòng trai cầu bà nhằn bảo khổng lá trời cho nên những chẳng tố sẽ ải cò trời em cha chẳng tố sẽ em cò hạt cò phép nguồn này ở phù bên tà bên lai có cò bất chảnh bất chế phù bên phú bên gia cò chẳng sắc bao dư đàm thảm tháo phù bên tà bên lai có cò nhắn trời đi vói hầu vói suột hầu cú ỏi hờ sòng nòi hóc bên nà phùa hùa mưa bên đồi sắc lồi bếp vô mi chơi lờ bấy bên đồi sắc lồi cấy bảo mi chơi lờ xìa bên đồi phùa mía em hừng hăn thầu cơ bà mở phò mè phi nòng nọ quay à mấy mai gần chào bác chào lại xin mời chồng bố mẹ ở lầu cho ai cũng ra ai tái nói bố mẹ em ơi như là trang thủ kim sĩ con bố mẹ em ơi hai trẻ đâu đó của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay hãy tiến lên một bước để trao cặp nhớ yêu thương của mình đi ạ. Xin mời ạ. Xin mời hai em. Xin mời chú rể hãy cùi gối của mình xuống một bên gối đi ạ để trao nhớ cho cô dâu đi ạ. Quý vị trong một tràng pháo tay thật lớn ơi. Xin cảm ơn. Tuy rằng không phải nhấn kim cương nhưng nó chất chứa tình thương dạt dào, mà nhấn này nói thật là vừa mới bóc tem vàng bốn con chín lính kèm kim cương. Anh gửi em chất nhấn tình thương lúc nay nhất định chân giường lúc nay có phải không quý vị ơi? Cho một tràng pháo tay quý vị ơi. Vâng, xin mời hai em trở về chỗ của mình ạ. Dạ vâng, ngày vui cho mẹ tặng quà, cho con làm vốn để mà nuôi con. Dạ vâng,
sau đây sẽ là món quà thật là đặc biệt, thật là ý nghĩa của bố mẹ chú rể. Xin mời hai bác thái trao món quà của mình cho hai con của mình đi ạ. Má thôi lắng thì cùng anh em điền sùng trứng giấy nhớ các tuổi bên ẩu phùa ẩu nha. Hai bà anh em cười những đi qua khẩn nhớ bước chuông qua cơn lộn qua tàu và khẩu mất tặng hà đũ hà tàu phùa mía ở chứng kiến hạc bay hở của mấy đồ tàu đồ làn hâu người ta bên đồi sân đồi tú bên cù sân của kim hôm nay anh em học cần quan nào mắc sân khấu là anh của em già tặng quả hà đũ phở hao được nắp hôm nay anh em thích cầu thế xin được sao nơi con người ta có tổ có tôn như cây có ngọn cội mới sống có nguồn cây có cội mới nở cành xanh lá sông có nguồn mới biển lặng sông sâu hai bạn trẻ từ đâu mà có. Vâng, đây là món quà của bố mẹ chú rể. Quý vị ơi, hãy cho một tràng vỗ tay nào. Ao cần tổ bố sinh nhật đó con mẹ à, em ơi. Xin thay mặt cô dâu và chú rể xin chúc bố mẹ là có món quà thật ý nghĩa. Tiếp theo sẽ là món quà đến từ gia đình của cậu Ke Thuận. Xin mời gia đình cậu ạ. Hỏi sọc cảm ơn phùa mía Na Ke Thuận khẩn bất tặng quà ở đàn bờ đàn trai khỏi sổ mơi các bà khỏi sổ mơi. Cô dâu và chú rể xin mời ông bà. Quay sao quay ông cuồng thôi các bạn. Bác Bình Hoạt đến từ Hoàng Lực. Mất chúng ta Hoàng Lực.
sàn ăn đây. Đây đây đây, lên rồi, lên rồi. Chú rể xin được gửi lời cảm ơn tới các ông các bà cô dì chú bác đã có món quà thật là ý nghĩa tặng cho con cho cháu của mình. Xin thay mặt cô dâu chú rể chúc cho các ông các bà các bác luôn có nhiều sức khỏe luôn bên con cháu của mình ạ. Chào bác bà mẹ, ok tố mới sinh nhật bà mẹ ấy em ơi. Còn bây giờ các bà mẹ em xin chào xin sao. Chào vâng, sau này xin mời hai em hãy bước lên để cho rượu sông tên đi ạ. Mời hai em rót rượu để chúc mừng hạnh phúc của mình nhé ạ. Lạc ơi, lạc ơi, lạc ơi, lạc ơi. Lắc ấy. Bố mẹ ơi. Bố mẹ ơi, ông cần tôi muốn xin chào bố mẹ ơi. Dạ vâng, rượu là màu hồng, màu của tình yêu, hương vị bằng ngọt với nước ba liều ước ao. Sống bánh hương vị ngọt ngào, vợ chồng tay nắm gửi trao câu thề, vợ là bình rượu hương quê, nhấp môi một tí lá mê mặn nồng, vợ là cái chất đầu lông, mỗi khi bút lá cho lòng đái tê, từ nay chung một lối về, rượu hùng quên lãng đời thề sắc son. Của mình đi ạ. Xin mời hai em ạ. Nhân mình lào nón dũng ước thành, lào lệnh dũ Hà Nội, lào lì xá ta ta mùi, lính ép các khúc đồng bà, xá ta trùng hòa tài táo khứ hà rào, xá ta phù mỹ quầm trồng nằm vai bà hà hương, tắp bên lào xà vượn khổng phết, lào chép vượn khổng hồng, khổng hồng tổng vui ta lào ống, hiện sẽ tuổi dân sóng hiền ngao, nhìn tóc chén hàm ăn đi lại bàn, nhìn tóc ta hàm ăn đi lại mũ quan tòng, biết lại ảo cánh ả phúc vua nhân dòng, hàng ai cắp là uẩn đồng huồm xuống hơn, nhìn đèn nơi đồng là ai nơ. Cần băng thủ băng buồn nó còn nữa. Hai lầu quay bác cần bố mẹ em ơi. Bố mẹ em ơi. Bố đi bà mẹ em cần nó chứng chạy hạnh phúc. Sao không biết làn bây giờ các bạn làn bây giờ nào. Hỏi được việc bây. Cho mất bố mẹ em cần hình lầu quay. Em cần tướng khuyên hô cho làn. Bây lầu chạy với bố mẹ em ơi. Cho mất bố mẹ em cần tướng khuyên bố mẹ em ơi. Mưa đi nào, mưa đi bạc lên nào, của nghe mơ tàu là đâu. Cho bác bà mẹ cần tứ khuyên đất bà mẹ em ơi. Thà nón chàng thì xóm bắt về xa xa là bà mẹ em ơi. Khai khỏi chi, ho 1, 2, 3, do 1, 2, 3, uống 1, 2, 3, chúc mừng đất bà mẹ em ơi. Bà mẹ em cần ho đâu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chúc mừng vô.
Chúng ta bắt đầu cùng biết được tàu là đâu, cả giờ chế cả sẵn sàng sẵn sàng chết cái này xảy rất lần. Từ từ các bạn. Cảm ơn quay cả áo ạ. Áo ạ ơi. Sau mấy lần phổ biến đồ tàu là các bạn phổ biến à cứ mời chúc lầu phò mẹ à em tới cầu tới chuyện tới sao phò mẹ à em ơi ông cần ba là chúc phúc sẵn là nó đâu nhớ pha sẵn ta thì ta nhớ sẵn ta luôn mơ đi là mơ chính trời hạnh phúc chắc phò mẹ được tàu là đâu là bây giờ các bạn làm mời chuyện đâu hai đường tìm Oh.